chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh vĩnh long chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh vĩnh long mến chào quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 18 tiểu thuyết một kiếp lên đền của nhà văn thu trang xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo tuy chỉ sống ở trại lính với sim có 3 tuần song liên cảm thấy rất bức bối vì sự phức tạp về cuộc sống ăn chơi trác tán xa đọa của bọn lính Mỹ lẫn lính địa phương. Càng cam kết chúng, cô càng thương cho những cô gái bán thân. Chung quanh cô biết bao cô gái phải lao vào kiếm tiền như những con thiêu thân. Nhưng cuối cùng, tiền lại chạy vào túi mấy tên giác gái, mấy mũ chủ chứa. Mỗi cô bước vào nghề, mỗi cách khác nhau, giữa nhiều cung bậc cảm xúc, giữa bao khát vọng đổi đời. Có những người đầu tiên chỉ mong tìm được một công việc lương thiện như dọn dẹp vệ sinh, nhưng rồi sức mạnh của đồng đô la biến họ thành me mỹ, thành bà chủ chứa, với sự trợ giúp của những tên chồng Mỹ chuyên chứa gái, rồi họ nghiện hút, nghiện xét, từ từ tàn tạ và bị dứt ra khỏi thành Mỹ không một chút thương tiếc. cả làng Mỹ Ca đâu đâu cũng có nhà chứa, quán bar về đặt bên cạnh những căn nhà ton khổng lồ nổi tiếng nghiêm khắc và dữ dội của quân đội Mỹ. Liệu liên có trở lại đây để mở bar như đã dự định hay không? Hãy cùng bước vào phần 19 tiểu tiết một kiếp lên đền của nhà gian thu trang trong chương trình đọc truyện đêm nay để đồng cảm và sẻ chia những khó khăn của liên sau ngày xiêm về mỹ kính mời quý vị và các bạn cùng đó nghe Tôi bắt đầu siêu siêu Chỉ còn lo mỗi điều là không quen ai ngoài đó để mối manh Con Ngọc lại tiếp luôn Thế mày quên mất chị Lệ rồi à Cái chị có mấy đứa con với Mỹ Mà hồi nào mày giới thiệu cho tao ấy Bây giờ chị ấy đang ở Đà Nẵng vẫn thư từ cho tao điều điều Và vẫn gây dựng cơ ngơi Mở rộng tiếp Mỹ đó Ra ngoài ấy chị ta sẽ dẫn mối cho Tụi Mỹ Đà Nẵng sộp lắm mày Không làm được chủ ba thì cũng là một dịp kiếm mẻo địa điền chơi, mất gì. Bàn bạc thêm một hồi, tôi Quyết. Biết vậy, nhưng tìm thấy được đất hứa đâu có dễ. Bàn bạc thêm một hồi, tôi Quyết. Được, tao chịu. Bao giờ thì đi? Tùy mày. Ngọc nói. Càng sớm càng tốt. Mày đem xe gửi ra Còn nhà trả luôn đi. Mướn chi tốn tiền. Quần áo, đồ gì cần. Mày đem gửi nhà bà cô mày. Bao giờ về tính sao? Tôi làm liền, nhờ hai đứa sắp đồ đem lại cô ba gửi. Xuống bà chủ nhà, tôi có nói chuyện cần phải đi, trả nhà cho bà. Ba đứa làm gọn buổi chiều là xong mọi việc. Luôn cả chuyện vé máy bay. Sáng sớm hôm sau, ba đứa ra phi trường để đi máy bay phản lực đặc biệt ra Đà Nẵng. Xuống máy bay gặp lúc trời mưa tầm tã, phải đi xe ca về thành phố tôi thấy nặng quá. Tụi tôi tính mướn phòng ngủ, rồi mới tới chị Lệ, nhưng Thúy biểu. Tới bà ấy luôn đi. Nghe nói lúc này bà ấy khá lắm. Làm động chủ nhà cửa, chắc là phải có chỗ cho mình ở chứ. Không dè đó lại là một căn nhà tầm thường. Ba đứa dừng trước nhà, ngó vô, thấy cửa mở toan quang. Mấy đứa con chị đang ngóng theo bà bán bún thịt nướng. Tôi hỏi đứa lớn nhất, lai mỹ đen còn nhớ gì không lan mẹ đi đâu rồi con nhỏ ngó qua tôi một hồi rồi nói con nhớ ra rồi dì liên hồi mẹ con ở với ông mỹ ở tân sơn nhất dì ở kế bên cho con kẹo hoài rồi nó chạy sang lối xóm kêu chị lề về Phí và ngọc nản lắc đầu thôi đi mướn khách sạn ngủ mày tao sợ tao chịu không có nổi quá à. tôi nổi cáo tôi bay tới tao cắm dỗ một hai biểu tao theo tụi bay Muốn gì thì cũng đã lỡ Đợi mua lễ đá. Ngọc và Thúy kêu đối bụng Ba đứa ăn bún Và cho cả mấy đứa con chị Lệ ăn luôn Ngọc và Thúy Ăn những chiếc nem Gối theo lối quế Khen ngon rối rít Chị Lệ về thấy ba đứa tôi Chị mừng lắm Riêng Thúy chị mới gặp Còn tôi và Ngọc thì chị quá quen Chị hỏi dồn dã Các cô ra tới hồi nào vậy? cha hầu này á liên chịu bộ đời ghê thôi đi vô nhà nói chuyện tôi mời chị lệ ăn nem luôn bao tiền một bữa tất cả hết mười tám ngàn ăn no rồi mới nghĩ tới chuyện tắm rửa khi tới chỗ tắm nhà chị lệ thấy dễ sợ luôn Săn bằng gỗ nước thì một màu đùng đục nhưng rồi bắt buộc cũng phải tắm vì đi đường xa rất bẩn quần áo chị lệ biểu khỏi giặt chút nữa sẽ có người tới đem về giặt vũ sáng họ đưa tới Gần 6 giờ chiều, có hai cô gái ăn mặc đồ bộ tới cùng với đứa con gái lớn của chị Lệ. Mỗi đứa ôm một cái hộp nho nhỏ bắt đầu trang điểm. Chị Lệ cũng đã thay một bộ đồ bộ, son phấn đầy mặt, lúi húi cắm mấy cây nhang, thấn giái ông địa ở góc nhà, trước đĩa chuối. Ba cô gái trang điểm xong, lấy chai dầu thơm ra sức. Mùi dầu thơm rẻ tiền, tanh nồng nặc. Tôi nghe muốn phát ối luôn ngó cách trang điểm của mấy cô cũng làm tôi thấy sợ. Chẳng khác nào trát son phấn lên mặt. Vậy mà các cô coi vẻ ưng ý lắm. Xôi chiếc kiến nhỏ nghiêng bên này ngó bên kia rồi tủm tỉm cười. Một cô hỏi chị Lệ. Được không chị? Má em có tươi không? Chị Lệ đã từng coi các cô gái ở Sài Gòn làm mặt. Cũng biết hơn các cô một chút. Chị nói ẩu. Tố là nó vừa. Chứ em làm lỡ quá, nó phai mất. Tôi cứ ngồi ngó ba cô gái và chị Lệ mà không khỏi tức cười. Họ sao giống mấy hình nộm quá. Ba cô làm mặt xong ngồi ca dòng cổ. Một cô mon men tới chỗ tôi hỏi Chị ở Sài Gòn ra hả chị? Chị tính sinh làm ba hay làm gái như tụi em? Tôi hỏi cô ta Chị thấy ba đứa tôi làm ba hơn hay làm gái hơn? Làm ba hơn chị ơi! Làm gái sợ lắm! Tụi quân cảnh nó lùng bắt liên miên. Nhà mà có Mỹ ra vô là tụi nó hay tới bắt lắm tụi em trốn dài dài tôi hỏi lại vậy sao chị không xin đi làm ba cô ta trả lời hơi buồn em không biết tiếng mỹ với lại làm ba tốn tiền may đồ lắm chị lệ đang ăn trầu cũng góp chuyện chị hỏi việc làm ăn của tôi rồi chị biểu chị thấy tụi em á tính ra đây mở ba là không có được đâu khổ cực lắm thôi ở chơi ít bữa rồi về. Mai chị dắt ra lối bờ biển. Chị có quen một chú Mỹ sơ viên có nhà. Ba đứa em ra đó chơi ít bữa. Đi coi thành phố rồi về. Chị ngó tôi nói tiếp. Nhất là em á. Không chịu nổi cảnh sống ở đây đâu. Mà này, Sài Gòn lúc này ra làm sao? Chị tính gỡ mấy đứa nhỏ cho ngoại. Theo em về Sài Gòn làm ăn được không? Tôi hiểu ngay cái khó khăn cơ cực nhiều mặt ở đây. Tưởng ra đây nhờ chị không về chị lại nhờ mình. Chị Lệ còn không chịu nổi huống gì thôi. Tôi gật đầu. Được chứ, về Sài Gòn với em, em sẽ tính công việc làm ăn cho chị. Nơi này chị sống có vẻ cực nhọc quá. Không bao lâu, cái nỗi khốn khổ ấy đã hiện ra trước mắt. Khi đèn ngoài đường bật sáng, bốn người Mỹ ăn mặc đồ lính bước vô. Họ đã mắt ngó quanh, một người chỉ tôi. Tôi thích cô này, Chị Lệ dò nói Không phải Nó là em tôi, ba cô kia Người Mỹ hỏi chị Lệ Em cô không ngủ với Mỹ à Hay cô muốn tiền cao Chị Lệ ngó tôi cầu cứu Tôi hỏi anh ta Ông cần tôi với giá bao nhiêu Anh ta nhúng da dơ tay Ý nói bất kể Tôi lắc đầu nói Xin lỗi ông Tôi không ngủ với Mỹ Nếu ông cần đã có ba cô kia đang đợi các ông Bốn người ngó qua nhau Thấy Thúy và Ngọc đang ngủ Họ biểu nhau Ba cô gái mới chắc cần nhiều tiền Thôi mình hãy bằng lòng với ba cô kia đã Mọi người bước lại dẫn một cô Bây giờ chị Lễ mới kéo các tấm màn che bích ba cái giường thành từng ngăn để cho gái đi khách. Thoáng trong qua, tôi đã suýt chết kiếp. Cái mà con Ngọc khoe khoang là cơ ngơi của bà đồng chủ, nó như thế đó ba cô gái đi với ba người, còn một người thì lại phải tiếp. Chỉ sau mấy phút là tất cả đã trở ra. Bọn lính Mỹ dẫn quần áo tề chỉnh, khiến tôi không còn hiểu đây là chuyện của con người hay chỉ là sự gia chạm âm dương của những con thú. Họ móc bóp trả tiền đi khách. Tôi lại ngạc nhiên thấy mỗi người chỉ đưa có 300 đồng tiền Mỹ. Tôi hỏi cô gái vừa nhận tiền xong. Bao nhiêu chị? Sao mỗi người đưa có 300 đồng thôi à? Cô gái nói Đúng rồi chị Tụi lính này chỉ có 300 đồng thôi Tụi sĩ quan mới được 500 đồng Tụi đại hàng cũng thế Ngủ đêm mới tìm mới được 1 ngàn Chúng nó dạo giá cả lắm Nên không bao giờ cho hơn đâu Tôi kinh hoàng Không ngờ người Mỹ mà keo kiệt đến thế Tiền họ trả cho gái Không bằng tiền tôi ăn một tô hủ tiếu Uống một ly nước Thế này mà mở ba mở động Thì có khác gì giết các cô gái Rồi chủ cũng tự sát luôn Từng tấp đến Mỹ cứ ra vô tấp nập Có cả lính đại hàng nữa Cứ thế Gái và khách lúc nào cũng dò dã nhanh chóng Bất chấp vệ sinh lịch sự Trong căn nhà chật chội Được gọi là căn động ấy Từ 7 giờ tối cho đến 1 giờ sáng Tôi tính ra bốn người tiếp tới trên 90 khách. Sau đó đóng cửa, lột tắm xa bẩn, trải tấm xa khác lên. Rồi bốn người chen nhau nằm ngủ. Sau đó, chúng tôi ở lại Đà Nẵng thêm ba ngày nữa. Cái chính là để cho chị Lệ đỡ tuổi, chứ giấc mơ đi tìm đất Mỹ mở ba, làm giàu, đã tan biến trong đầu tôi ngay từ đêm đầu tiên ấy. Khi tôi hiểu không phải nơi nào người Mỹ cũng sẵn sàng bỏ tiền ra xây dựng những khu giải trí cho lính như ở Tam Bố. Và không phải người lính và sĩ quan Mỹ nào cũng văn minh hào phóng, sẵn sàng cho gái quá số tiền 300 hay 500 đồng tiền quỵ mà Barem đã quy định cho họ phải trả. tôi về sài gòn muốn lại căn phòng đã trả hy vọng dựa vào người mỹ để làm giàu sụp đổ thì nỗi lo cho sinh kế lâu dài cũng trở dậy không tìm ra nghề gì khác tôi xin đi làm lại ở vũ trường sambal những điệu nhạc màu đen ly rượu lại làm tôi mê mải chìm đắm trong mơ sai thản nhiên bỏ mặt cho đời mình cuốn theo chiều gió phòng ở của tôi tuy đơn sơ nhưng cũng có đủ những tiện nghi cần thiết. Tôi đi làm, dài ba ngày lại dẫn một người khách về ngủ đêm. Tình cờ, tôi lại gặp Mai, người tình của Tuân ngày xưa. Nhà Mai ở cùng một vi với tôi. Bữa gặp nhau, tôi hỏi, bây giờ Mai còn giận tôi nữa không? Mai cười, không bao giờ nữa. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Lúc này mình có chồng rồi, tuy hơi lớn tuổi nhưng cũng tạm được. Tôi có qua nhà Mai mấy lần, chồng Mai người Tàu, cỡ tuổi ngoài 40. Một hôm dẫn tính, làm ở Việt Nam thương xá ngân hàng về nhà ngủ đêm. Vừa tới building, tính nói liền. Ừ. đi ở đây hả? Chỗ này trên lầu, có hai cái động sang đấy. Tôi ngạc nhiên hỏi tính. Sao em không biết, động nào đâu? Trên đó, đều mấy cô lấy Mỹ mà. Có con bạn em nó lấy chồng tàu Chứ đâu có ai Tính cười nói Em không tin Để anh kêu cô chủ giới thiệu cho em nghe Một lát tính dẫn Mai Và hai cô gái qua Từ hôm đó tôi biết Mai là chủ động Mà với tôi đã hợp tác Giới thiệu khách cho nhau Tôi thường cho mướn phòng Khi nhà Mai đông khách Cũng có khi Mai giới thiệu khách cho tôi luôn Và không ngần ngại Ăn chia tiền với tôi rất chặt chẽ nhớ lại mới ngày nào mai cũng là cô già trẻ nghèo ngơ ngác tới quân lao thăm nuôi tuân với nải chuối và ổ bánh mì thế mà bây giờ đã trở thành một vụ chủ chứa dày dạn tôi càng được cười với bốn lần lấy chồng của mình xã hội này không thể hoàn lương được hoàn lương chỉ là đi đường vòng buông thả không ngập ngừng mới là cách đạt tới giàu sang nhanh nhất vừa đi làm cave tôi còn thường xuyên đón khách về ngủ đêm tại nhà, rồi được các bà sắm giới thiệu, tôi cũng đi khách thêm ở các khách sạn ngoài. tôi hay đi ở mã nhật tân và palace. tôi thích đi ở hai nơi đó vì mỗi nơi có một sự hấp dẫn riêng. palace rất sang với những căn phòng đủ tiện nghi tối tân. khách ở palace cũng toàn loại khách sọp. mỗi lần đi về được món tiền dễ chịu lắm. nếu gặp ông nào vừa trúng phe, không chừng còn được ổng cho riêng cả năm mười ngàn làm kỷ niệm với lại thú thiệt con người tôi lúc này đâu còn có cái bản chất siêng năng của những ngày thơ ấu tôi thích những căn phòng gắn máy lạnh cùng mọi tiện nghi sang cả khác thích ánh đèn màu đêm đêm và những giờ phút ngập chìm trong sự quan lạc tới palace bao giờ cũng thấy thoải mái vì mọi thứ đều hợp với tôi còn ở mã nhật tân các căn phòng bài biện theo kiểu nhật ngày xưa một thời sống với mẹ nuôi, tôi đã quen với lối sống nhật bổn của mẹ. Khách sạn Mã Nhật Tân còn lưu lại trong tôi nhiều kỷ niệm, nhưng nhục nhã ê chề nhất là kỷ niệm về lần gặp lại Tuân, người chồng cũ. Chiều đó, như mọi chiều khác, tôi được tài phán báo đi khách đêm ở Mã Nhật Tân. Tôi sửa soạn cùng với hai cô gái nữa tới khách sạn. Khi chị Sẩm trao cho tấm cạc nhỏ ghi số phòng đi khách, tôi hâm hở bước lên lầu với một ý nghĩ đã được do tròn trong đầu tiền cánh cửa phòng mở ra và nhanh chóng được đóng lại tôi bằng hoàng nhận ra tuân là khách đang ngồi chờ gái biết là không thể thoát được nữa tôi đành bước tới gật đầu chào tuân ngó tôi từ đầu tới chân rồi nói giọng mỉa mai pha sự hàng học không ngờ lại gặp cô ở đây tôi tưởng cô phải rời bỏ cuộc sống này lâu rồi chị mà Tôi cố trấn tĩnh lại và cắt ngang lời tuân. Dân, tôi vẫn vậy. Miễn là đời tôi không làm hại tới ai là được rồi. Cần chi anh phải quan tâm tới. Tuân đai lại tôi. Đúng cái câu người chồng Mỹ đã mắng Sari. Vẫn vậy. Cả đời cô. Chỉ biết mỗi việc đi làm đĩ thôi à. Vậy thì chơi cho bỏ gác. Đêm đó, không còn cách nào khác. Tôi phải làm phận sự đi khách với Tuân. Tôi cũng không ngờ Tuân hận thù tôi đến thế. Tôi im lặng chịu sự trả thù của Tuân. Có phần tôi cảm thấy sợ nữa. Tuân cố sức trào xé, chửi rủa mạt sát tôi không nương tay, không tiếc lời để thỏa mãn thù hận. Mấy tiếng đồng hồ liền, Tuân không để cho tôi yên một phút, hành hạ tôi như một con vật. Buộc tôi diễn lại không sót một ngón nhà nghề nào mà Tuân đã môi được ở tôi mấy năm chung sống. Mới đầu tôi còn cảm thấy đau Vì sao tôi chỉ còn một cảm giác tê dại Trời ơi Bây giờ nhớ lại những phút đó Tôi vẫn không tránh khỏi ứng lạnh cả người Đã có lúc tôi toan chống lại Nhưng phải chịu thua Biết rằng chỉ cần tuân nói một lời Là số tiền tiết kê của tôi Đêm ấy sẽ bị chủ giữ luôn Lúc đó tôi chỉ cầu mong cho trời mau sáng Để thoát khỏi tay tuân Ác thai Đêm cứ như dài ra mỗi phút trôi đi chậm chạp, nặng nề. Mãi tới gần sáng, Tuân mới chịu buông tôi và lăn ra ngủ như chết. Tôi vội vàng mở cửa phòng trốn ra khỏi khách sạn như kẻ mất hồn. Từ đó tôi cợt không dám đi khách Việt Nam, cỡ tuổi gần 30 trở lên. Vì tôi rất sợ lại phải gặp Tuân. Sợ đến nỗi tôi quyết định phải chuyển chỗ ở và chuyển hướng làm ăn đi nơi khác. Một hôm coi báo tôi thấy đăng tin một căn phòng ở trần ở trần quy cáp đầy đủ tiện nghi có cả chỗ đậu xe hơi lầu một cho mướn một tháng bốn mươi tôi tới điều đình với chủ nhà này có cầu thang riêng có một phòng khách một phòng ngủ nhà tắm nhà bếp với đầy đủ tiện nghi tôi rủ mai cùng chung nhưng mai biểu tôi một thân một đổ chỗ được còn mai nếu đổi chỗ sẽ mất hết khách tôi cũng chuyển hướng xin làm ca ve trong chợ lớn. Lúc này tính chơi với người Tàu, không chơi với người ta nữa. Người ta thường bày đặt khen chê, có mặt cô này thì chê cô kia đủ thứ. Còn người Tàu khác hẳn, nếu không thích thì lần sau họ cứ im lặng đi kiếm chỗ khác. Tôi được chủ tiếp nhận ngay vì ở đây không có gái Việt. Đêm đầu tiên đi làm trong chợ lớn, tôi gặp ngay bàn tiệc của mấy ông sĩ quan cao cấp. Chị tài phán tên là Hà Dắt tôi là giới thiệu Anh Hùng à Đây là cô Liên Một cô gái mới ở Sài Gòn vô làm Người đàn ông tên Hùng đó Vừa tầm người Mắt một mí Nước da ngâm đen Nghe nhiều người nhận xét Thì Hùng rất có duyên Có lẽ một phần cũng vì Hùng có nhiều tiền Và nắm trong tay một chức vụ lớn Trưởng ty cảnh sát quận 6 Hùng ngó tôi Mời ngồi và nói với chị tài phán Cô Liên nghe tên hay đấy chị hà được rồi chị lo thêm cho tôi ít cô nữa tối nay có mấy người bạn thân tụi nó gán lắm đó chị hà là người tàu lai Bắc, rất có nghệ thuật trong việc giới thiệu gái cho khách buổi chiều thấy tôi tới xin việc chị đã ngó tôi từ đầu tới chân giả bộ rủ tôi nhảy một bản rồi chị hỏi tôi đã làm ở những đâu nhà xa hay gần đi làm bằng taxi hay có honda Tôi dư biết những mánh khóe kín đáo giữa gái và tài phán để hai bên cùng có lợi. Một cô gái rành nghề biết lựa chủ và tài phán để được thường xuyên tiếp khách sộp, ngồi bàn có tích kê nhiều tiền. Tất nhiên, phải biết điều với tài phán. Tôi vui vẻ nói với chị Hà. Nhà em ở Trần Quyết Cáp, chị yeah. Mai chị có rảnh, em rước chị tới chơi. Em có xe hơi, nhưng lỗi thường thôi. Tôi vô ta. Chị Hà ngó tôi hơi kinh ngạc một giây, rồi nắm tay tôi nói. Tay em mềm quá, chiếc nhẫn em đeo hột đẹp ghê. Này, bữa nào chị có bà bạn, bán chiếc nhẫn hột 3 ly 8, dễ thương lắm. Chị giới thiệu em nghe. Tôi hiểu ngay ý chị Hà nói, nếu tôi muốn có nhiều khách tập chị sẽ giới thiệu cho. Sau đó phải có sự đền ơn bằng việc có giá trị tương đương như thế. Vì chiếc nhẫn tôi đang đeo tới 5 ly 2. Không lẽ bỏ đi để mua chiếc nhỏ hơn sao? Tôi gật đầu bắt tay chị một cách ưng chịu. Vì chuyện lúc chiều là thế, nên tối đầu tiên tôi đã được giới thiệu tới bàn tiệc này mà người chủ chốt là trưởng ty Hùng rất hảo ngọt. Chị Hà trước khi yếu điệu bước đi còn nói với Hùng. Cho em gửi liên ngang, nó còn lạ lắm. Tôi hiểu ngay ý chị nói, Hùng phải ngồi với tôi, không được giới thiệu cho ai. Theo chị Hà nói thì Hùng là khách quen của nhà hàng các cô gái làm ở đây phần đông đều đã qua tai hùng hùng bắt đầu gợi chuyện với tôi liền uống gì nào cho em một ly cam giác tôi trả lời sao em không uống rượu và thứ đó em ít uống lắm hùng ngó đồng hồ nói còn cả hai mươi phút nữa các bạn anh mới tới sợ tụi nó tới không có anh nó lạ vì thế anh phải tới sớm chờ tụi nó ngó tôi một lần nữa hùng hỏi Em người bác hả Liên? Tôi vừa gật đầu, vừa đặt ly nước cam xuống bàn. Liên đã từng làm ở đâu? Hùng lại hỏi. Dạ ở Sampan, Sài Gòn. Ở đó chắc đông khách lắm. Sao em bỏ tới đây? Em muốn thay đổi không khí, dạ lại tính em mau chán lắm. Liên mới tới hồi chiều phải không? Dạ chừng hai tiếng gặp anh đó. Hùng nắm tay tôi mời chào. Nhảy với anh một bản xì lô này nghe tôi ngoan ngoãn để cho hùng dìu đi trong tiết nhạc quỷ mị sàn nhảy rộng hơn ở sampan ca sĩ thuộc loại tàu lai ca nhạc ngoại quốc nghe rên rỉ vì pha tiếng tàu tôi quan sát thấy cách trang điểm và luôn cả cách ăn mặc của các cô ca ve cũng đều theo lối tàu có một vài cô mặc áo dài nhưng không đáng kể nhảy xong bản nhạc tôi và hùng ngồi nói chuyện chờ các bạn tới một lúc có sáu ông bạn của Hùng bước vô. Ông nào cũng mặc sơ vin, tướng to con, xài dầu thơm đặc biệt. Đầu chải keo thẳng nếp. Hùng kêu một ông khoảng 40 tuổi. Nước da đen hơn da Hùng, rất mập, và cái bụng có vẻ lớn vì bia. Hùng giới thiệu. Đây là Trung tá Ân, trưởng ty cảnh sát quận 5. Còn đây là Liên, một đào mới ở đây. Ân gật đầu bắt tay tôi và hỏi cô Liên chắc là việc chính tông trăm phần trăm chứ. Hùng đỡ lời luôn. Còn phải nói, vì lẽ đó tôi mới giới thiệu cho anh biết. Hùng nheo mắt với ân và cười một nụ cười hàm nhiều ý nghĩa. Ân và Hùng xôi qua nói chuyện với những người bạn khác. Họ cũng vừa được chị Hà giới thiệu những cô gái khác. Ngó các cô gái, tôi hơi tiếc là mình không sửa soạn kỹ, không ăn mặc theo lối ngày xưa ở bên Phi. Vì thế tôi có vẻ tẻ, chưa thể câu khách và thành người nổi trong bàn tiệc. Hôm ấy, tôi mặc một bộ đồ tây màu cà rốt đậm, mái tóc cột cao để lộ gái, một sâu chuỗi hậu Hồng công. Tuy có nét trẻ nhưng vẫn chìm đi giữa các cô làm trong vũ trường, mặc soiree rê đủ loại và lối sửa soạn của họ cũng rất hấp dẫn. Hùng đang ngó một cô gái mới đầu từng loạn một, mặc cái soiree màu đen có gắn kim tuyến màu trắng. Cô ta có cặp mắt rất đẹp nhờ biết cách trang điểm. Tôi cảm thấy hơi bực mình trong lòng vì người đàn ông ngồi bên mình có vẻ chịu người đẹp đó. Qua cách trang điểm, có lẽ cô ta là người nổi nhất bàn tiệc. Bây giờ tôi mới thấy rằng ý tưởng làm để mà làm cho dơi đi thời gian nhàn rỗi là không phải. Vẫn không tránh khỏi sự đua chen nếu muốn mình ngôi lên. Cô kia đẹp quá, Bàn tiệc xôn xao bàn tán họ mời cô ta nhảy khai mạc buổi tiệc hùng xin lỗi tôi đứng dậy mời cô gái có tên quế hương đó ra sàn nhảy mở đầu bằng điều van ân thấy mọi người dẫn nhau ra sàn nhảy liền ghé tay tôi nói nhỏ còn liên dựa ra biểu diễn với anh không tôi chưa trả lời nghĩ tới cái bụng bự của ân mà thấy tức cười luôn xong bản nhạc mở đầu hùng về chỗ hỏi tôi Chắc Liên hơi giận Vì lẽ tại sao anh không mời em nhảy Anh xin lỗi nghe Thấy cô bé đó hay hay Mời ra nhảy Không ngờ nàng còn kém quá Biết thế ra nhảy với Liên mà hay Rồi để cho tôi khỏi giận Hùng nói có vẻ chút da Cô ta không đẹp bằng em đâu Tại nhờ màu áo và cách sửa soạn kỹ của cô ta Liên có mai kiểu dạ hội như thế không? Nghe hỏi vậy tôi tự ái ghê gớm Chắc Hùng cho tôi chỉ là một con nai tơ ngơ ngác. Tôi nói với Hùng. Mới 7 giờ rưỡi phải không anh? Nếu anh bảo đảm với tài phán. Em đưa anh về nhà em. Trong vòng 30 phút, em sẽ thiệt khác cho anh coi. Hùng chịu liền, kêu tài phán lại biểu. Biên tích kê cho tôi, đi nửa tiếng lại. Hùng chắc hẳn vì tò mò, vì sử diện, tỏ ra bất cần khi làm theo lời tôi. Hùng tính đi lấy xe chở tôi đi. Tôi nói với Hùng em có xe. Đi xe của em tiện hơn anh." Hùng bắt đầu thấy ngạc nhiên khi tôi trao chìa khóa xe cho ảnh. Theo tôi chỉ đường, Hùng lái xe rất lẹ. Khi bước chân lên nhà tôi, Hùng càng ngỡ ngàng hơn nữa. Ban nãy, phải chăng Hùng đã nghĩ rất lầm về cô gái này? Tôi bật đèn mời Hùng ngồi chờ tôi sửa soạn thay đồ. Căn phòng làm cho Hùng thấy lạ, từ mọi thứ đồ vật cho tới những tấm hình bán thân của tôi cách trang trí một căn phòng cho hùng hiểu rằng cuộc sống của tôi rất đại cát không tầm thường như hùng tưởng Kính thưa quý vị gần tới ngày về sài gòn sim được nghỉ làm để lo giấy tờ chuẩn bị vé máy bay liên tính để dung ở lại với bóp nhưng cô ta nhất định không đồng ý vì sim mê dung và vì nếu được dung cho phép chung sống như vợ chồng bóp xin cấp trên thuyên chuyển về sài gòn còn dung do đã chán bóp không muốn buộc mình vào lão già keo kiệt nên tìm cách từ chối không nỡ để bạn gặp cảnh khó liên nói sim mua vé máy bay cho dung cùng về ban ngày sống chung với sim tại khách sạn red liên bỉa mảnh bởi chủ ngày đã qua trong cuộc đời sương gió của mình hôm chia tay tại sân bay tân sơn nhất liên bộc bạch về sự cô đơn và việc quay lại nghề làm chua cho thiên hạ khiến sim cảm động còn bao nhiêu đô la trong túi cả số tiền lương ứng trước sim móc đưa cho liên hết cùng với tấm danh thiếp có địa chỉ số phone kèm theo lời hứa sẽ giúp đỡ khi liên gọi cho anh ta Với liên hợp đồng đóng vai người tình của sim trong khúc phim đẹp về tình yêu đã kết thúc cô không mong gì sẽ gặp lại anh và nhất là tại mỹ Jim đã có vợ và con trai. Giữa số tiền dành dụm được khi kinh doanh tại quán bar và số tiền của Jim đưa cho, Liên có thể sống nhàn nhã trong vài năm với điều kiện không ăn xài phung phí, không cờ bạc đỏ đen. Tuy nhiên, máu làm giàu lại cuồn cuộn lên trong quý quản của Liên. Cô lên kế hoạch tìm nơi có nhiều lính Mỹ để mở ba. Để dõi theo những dự tính táo bạo của Liên trong việc mở ba ở Đà Nẵng, kính mời quý vị đón nghe phần 20 tiểu thuyết Một kiếp lên lên của nhà văn Thu Trang trong chương trình độc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá thú vị. Chương trình độc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt